Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một màn Survivor Mode ở trong cái chế độ cây lá bốn cây gì nhỉ? Cây quả bốn lá may mắn này anh em nhá. Thì ok, anh em chúng ta sẽ cùng quay trở lại chơi xem là trận đấu này anh em mình sẽ đi tới đâu và về đâu nha anh em. Mình cũng đang khá là tò mò đấy, bởi vì cái trận đấu này nó sẽ hơi bị hên xui anh em ạ. Nên là cũng chưa biết đâu chừng là anh em mình sẽ chơi được những cái cây nào. Ui, ra được Queen Sunflower luôn này, ngon. Bớ luôn chứ còn gì nữa, tầm này là bớ luôn chứ còn gì nữa. Xoắn gì nữa không anh em? Phải bớ luôn, tầm này phải bớ hết. Mấy cái chậu này thì phải trồng ra để có thể cung cấp cho anh em mình thêm cả săn nữa. Đó. À, mấy cái mộ này thì anh em mình cũng trồng ra nha. Trồng ra để nó cung cấp cho anh em mình săn nữa đấy. Khi mà nó tạo thành cái hố vàng này thì nó sẽ có một phần nào đó nó sẽ cung cấp cho anh em mình săn nhá. Đấy, cứ trồng ra. Tí nữa đấy, nhưng mà có kẹo nữa thì anh em mình chơi cái kẹo để có thể biến cái hố này thành cái cây mà anh em mình có thể lấy trồng được luôn anh em ạ. Ok đấy chứ, ok đấy chứ. Tất cả mọi thứ là cảm giác là cũng đang khá ổn đấy chứ. Anh em chúng ta sẽ chờ đến cái loạt cái lá quả bốn lá này, nó quả may mắn này nó cooldown xong, nó cooldown xong rồi anh em mình sẽ lấy tiếp những cái con tiếp theo. Còn bây giờ thì mình đặt một con đại pháo pi này ở đây đã. Đấy, con đại pháo pi này thì bắn này cực kỳ sướng em nhá. Riêng con đại pháo pi này nó bắn một phát thôi thì cũng gọi là thốn những tuận rốn bọn zombie luôn, do là cái con này nó khá là bắn là được đẩy lùi nữa, khá khỏe anh em ạ. Cũng gọi là đánh giá cao đấy anh em ạ. Cũng gọi là đánh giá cao con đại pháo bi rồi đấy. Không phải dạng vừa đâu anh em ơi. Ok ok. Nhưng mà đang ở đây rồi, thêm một con Queen Sunflower nữa là anh em này. Chúng ta có hai đồng chí Queen Sunflower rồi. Là cũng có khả năng cây đam tương đối ổn. Đây rồi, đây. Thêm một cái quả bốn lá nữa anh em ơi. Nào xem là sẽ ra là con gì đây. Ai chà. Lần này thì nó ra cho mình đó chính là con hamburger ngang này à. Ôi nhưng mà lần này thì không có chậu. Không có chậu thì hơi bị khó tí. Thôi trồng con này đấy được. Ok. Hay thêm nấm xịt nhỉ. Nấm xịt thì đây, trồng đây luôn. Nấm xịt đây luôn. Này thì con này chắc là trồng ở đây đi. Đó, ok. Tiếp theo đó thì anh em mình lấy thêm một con bắp cải phai phai nữa. Bắp cải phai phai chắc cho đặt ở đây đi nhỉ. Con này thì đặt ở đây. Đó. Zombie ra một phát thôi là biết mặt theo ngay. Ô không có, anh em mình không hên để mà ra được cái không hên để mà ra được cái kẹo nhỉ. Mất xử được cái hố rồi. Hơi bị phí nhỉ. Mất xử được cái hố hơi bị phí đấy. Thêm nấm xịt nữa này. Đấy, tầm này là cứ trang bị những cái con plan mà anh em mình có thể nói là mạnh nhất mà anh em mình có thể có để có thể chiến đấu trong trận đấu này nha. Cái trận đấu mà anh em mình chơi trong cái chế độ quả bốn lá này thì nó sẽ hơi bị hên xui một tí. Nó sẽ không được mạnh giống như kiểu là anh em mình chơi build up một cái đội hình mà anh em mình ở trong chế độ Survivor Mode bình thường đâu. Cái này nó hơi hên xui một tí anh em ạ. Nó phải ra được những cây ngon, thậm chí mà cây các thứ nó phải đều, nó phải đẹp cơ thì anh em mình mới có thể cây đa một cách nó ok được. Chứ còn không là cũng chưa biết đâu một lần anh em ơi. Bây giờ mỗi thằng mình có cho một con nấm xịt cùng với lại bắp cải các kiểu nữa chơi cho nó áp phê anh em ạ. Rồi ok, thêm một con này ở đây. Ao thử từ mình đợi một con nấm xịt nữa, cho con nấm xịt ở cái hàng này nữa. Có đợi thêm một con nấm xịt nữa không nhở? Đợi thêm một con nấm xịt nữa để cho nó mốt cái hàng thứ hai kia, để cho nó có một cái con nấm xịt nữa cho nó trọn vẹn nhở? Hay là ấy luôn, hay là đổi luôn, bởi vì đây rồi, quả nấm xịt đi rồi. Ok, chắc là sang phase tiếp theo đi. Sang phase tiếp theo thì mình sẽ chờ xem là ra một phát có khi là mình đổi cây luôn. Mình đổi cây luôn. Đây. Trước khi đổi cây thì mình trồng một cái này đã. Xong trồng thêm một cái này nữa. Ok chưa anh em? Tiếp theo đó thì đổi cây nào. Sao mà mau ra nó cây gì đó còn ngon. Ai chả, tầng này thì nó lại ra cho mình được Gunut. Gunut thì thôi thì cũng ok, cũng gọi là tạm ổn thôi. Chứ... chưa phải là ngon lắm thì cuốn hút thì cứ trồng ra, nó sẽ giúp bảo vệ cái hàng cây của anh em mình cũng được. Cái lần mà con pi nó bắn thì mình có đỡ bị cái việc là gây đam của chúng nó. Ok anh em ơi,
Thì đây mới chỉ là phase thứ ba thôi, chưa biết đâu một lần. Đây là cứ từ anh em ạ, cứ từ từ, cứ từ từ. Phase thứ ba nó còn căng thẳng lắm. Được cái chơi trong cái chế độ này thì cảm giác là nó sẽ hơi bị, nó hơi bị thư giãn một tí anh em ạ. Nó được cái là nó sẽ thư giãn hơn khi mà anh em mình chơi trong cái chế độ khác. Nó thư giãn hơn nhiều luôn ấy. Mấy cái đèn này không đồng này, trồng hết ra chứ còn gì nữa. Thêm một con pi đài phun nước nữa này. Được cái chứ, được cái chứ. Lực lượng zombie nó ra thì cũng rất là khỏe anh em ạ. Đương nhiên rồi, đây là trong chế độ Survival Mode Headmode mà, nên là cũng không thể trách được. Cái việc mà chúng nó ra zombie rất là đông, rất là đều thì không thể khác được. Ok, thêm thêm gun nút ở đây đi, trồng ở trên trên này đi. Đó, thêm một con chống trộm ở đây. Hên xui nếu mà ra con xe bắn bắn thì mình có thể đỡ được nó. Biết thế vừa nãy lấy thêm con đạo đại pháo pi nữa có phải dễ chơi hơn không? Ra thêm con đại pháo pi nữa thì ngon quá. À đây rồi, được đổi cân lần nữa này. Nên đổi luôn không nhỉ? Này thì chắc là đổi luôn được. Tầm này cũng không cần thiết phải thêm cái gì khác thì đổi cây luôn được. Ai chà, lần này thì mình đổi ra được pi các linh pi này. Lần này đổi ra được hẳn các linh pi luôn. Thì chiến quá rồi còn gì nữa. Quá là ưng luôn. Ok đấy chứ. Thêm nguồn hút này, thêm cây thần tài này. Đó, lần này có thêm sự kết hợp cả White các linh pi nữa thì tuyệt vời. Nó ra cái nấm rêu nguyên tử này, cảm giác nó hơi phế này. Không biết trồng ở trên này không, chắc không trồng được rồi. Bởi vì cái cây này chỉ trồng ở dưới nước được thôi. Hơi phế, cây đấy hơi phế. Thêm một con White các linh pi nữa. Đó, càng nhiều White các linh pi càng tốt nào. Thêm một cái Groot 500 nữa này. Cứ thoải mái thôi anh em ơi, cứ thoải mái thôi. Tầm này rồi, cứ thoải mái mà chiến đấu thôi. Cứ chờ cái cỏ bốn lá may mắn kia nó cooldown xong là anh em mình trồng tiếp. Anh em mình chuyển đổi cây và anh em mình chơi tiếp, đúng không? Còn mấy cái bản này thì anh em cứ dần dần đi qua được thôi. Mình chỉ sợ đến những cái bản sau nó mới khó, chứ còn mấy cái bản này thì bình thường. Chưa CJ, chưa CJ anh em ạ. Đây rồi, thêm một cây này nữa. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại phase này là phase thứ 5. Bắt đầu có bóng bay mới lại cả mấy con cẩu bóng rồi. Khá là ghê rồi đấy. Đợi nó cooldown thêm một con White Linh Pi nữa, mình mua thêm hai con White Linh Pi nữa cho nó chất chơi người rơi anh em ạ. Nó bắn cho nó dồn đam cho nó ghê. Đấy, nó phải như thế thì mới đỡ được cái đấm zombie này, chứ không thì hơi khó để mà đỡ đấy. Ok này, mình sẽ đợi cái White Linh Pi nhá. Dù là cái quả mà quả bún lá nó hồi xong rồi nhưng mà thôi chờ đi anh em ơi, chờ đi chờ đi. Đây, thêm một con White Linh Pi nữa ở dưới này. Mình muốn thêm một con White Linh Pi nữa ở trên này nữa. Chắc là mình sẽ bỏ một con đấm xịt đi, bởi vì hàng đấy đang có hai con đấm xịt. Mình bỏ một con White Linh Pi, à bỏ một con đấm xịt đi, mình thêm một con White Linh Pi vào cho nó dồn thêm đam. Nhưng mà thực ra là có con đấm xịt, hai con đấm xịt thì gây đam khá là ok ấy chứ, đâu phải bình thường đâu. Con nấm xịt nó gây đam khá là ok bởi vì nó gây đam xuyên được. Nhưng mà con White Linh Pi này nó gây đam cả khác nữa. Thôi thì mỗi cái nó có một nhiệm vụ riêng. Nhưng mà thôi, thằng đấy có nấm xịt rồi thì cho thêm con White Linh Pi vào cũng được. Ok anh em ạ. Xem mà chống chịu được bao lâu. Rồi, trồng thêm một con Gunut nữa thì anh em mình chuyển cây nha. Nào, đổi cây nào. Đổi phát xem ra cái gì nào. Ôi chà, ra được Gunut băng à. Tôi thì Gunut băng ra thì lấy cũng được, không có nỗi nào. Gunut băng thì ra thì trồng ở đây luôn. Đấy, thế cho nó xanh chín nhờ. Này, cho một cái đấm này ra nữa cho nó đủ việc chứ cần gì nữa. Gạm đi, gạm đi. Đúng rồi, ôi bom nguyên tử thôi miên này. Tầm này lại còn ra cả bom nguyên tử thôi miên nữa cả. Cái này thì không ổn rồi. Này thì không ổn rồi. Phải nhổ bớt cái gì rồi trong cái bom nguyên tử ra cái chứ cảm thấy công vi đông quá. Đây rồi. Đấy, anh em thấy không? Mình thôi miên chúng nó cũng khá khá đấy. Thôi miên chúng nó cũng áp cho phết đấy. Nên là cứ chờ xem mà chúng ta sẽ đánh tiếp như nào nha. Đồng thế nhở? Đồng quá, đồng quá.
đông thực sự anh em ạ. Không biết là có chống nổi không cơ. Tôi nhìn đông quá. Ui ra cả các tua các kiểu à. Bây giờ còn một quả nấm nguyên tử, à nấm thôi nguyên nữa. Từ từ tí nữa mình dùng nốt. Chờ ra ra thêm một phây nữa mình dùng nốt này. Không có cái búa ở xúc đất chứ kiểu lên chả. Thôi đây dùng đi, dùng đi. Dùng thôi. Đâu rồi, trầm được ở đâu đây? Đây, trầm được ở đây rồi, đây rồi. Thôi miên luôn. Tầm này là phải thôi miên vội chứ còn gì nữa. Mua nút này trồng đi, chỗ nào trồng được trồng đi. Không chỗ nào trồng được con nút à? À đây rồi. Có được mỗi một chỗ trồng con nút ạ. Ok. Đến là cờ thứ hai. À có ba lẻ à, xong trồng luôn đi. Ai à, ra thêm được Queen Sunflower à? Tôi thì cũng được. Ra thêm được Queen Sunflower thì cũng ok. Trồng thêm một con Queen Sunflower nữa này. À, hộp quà gacha à? Thử phát gacha xem mà ra cái gì không nào. Ui trời ra nấm cẩu ạ. Không ok lắm nhưng mà thôi. Cũng được, cũng gọi là tạm. Cũng gọi là tạm anh em ạ. Rồi tiếp tục. Mình sẽ bỏ sư cây thần tài đi. Bởi vì mình đánh giá thì cây thần tài đam yếu lắm. Đam yếu xìu à. Bỏ sư đi. Trồng cây khác. Thêm cây này đây. Đấy ok chưa nhỉ. Ok chưa nhỉ. Xúc xử nó cái ngô ngô rồi đi. Trồng một con Queen Sunflower vào nữa. Thử một phát gacha xem nào, ra gacha được ra là cái gì nào. Ui gacha được cái kíp nổ ạ. Sao củi thế. Hay bỏ luôn cái nấm cẩu đi. Cho con pi đài phun nước này vào. Nó dễ chơi. Nhiều cây quá mà không còn đất để mà trồng nhỉ. Này mà trồng theo cái kiểu giống hôm nọ mình làm 100 con White Garden Pea thì sướng. Đây mình không bật tiếng chế độ ấy lên do đang không dùng cái phần mềm thứ ra tung kít, không bật lên được. Ai chà. Cứ đợi xem. Kên xui nhưng mà khó khăn quá thì mình sẽ phải bồi thêm đam. Chứ không thể sử dụng hoàn toàn những cây này để gây thêm đam được. Với cái lực lượng cây ở trên lít kia thì mình vẫn đang tự tin là có thể qua được cái màn 7, màn 8 này. Ở xem mà đến tí nữa đến màn 9, màn 10 nó như thế nào thôi. Nhưng mấy cái này thì qua được, thoải mái. Còn cần nấm thôi miên nguyên tử kia nữa thì ok. Cần nổ một phát thôi, thôi miên hết luôn mà. Không cần phải quá lo. Mấy con đào mỏ cái khó chịu đấy à. Mình không còn cái con bọc, con bảo vệ nào, cái cay. Không còn một con bảo vệ nào. Hơi căng ấy, căng ấy. Thôi mất xử một cái slot rồi. Không có cái bảo vệ cho nên là anh em mình mất cây nó hơi bị nhanh. Bởi mấy cái con đào mỏ kia. Biết thế vừa nãy mình trồng một hàng, hai hàng cái bảo vệ xong thì không trồng kịp. Đi nách cây nhanh quá. Bây giờ ra đấy nhưng mà anh em đổi cây cũng được mà. Hay đổi luôn một phát đi cho nó xong. Nào ra là cái gì bảo vệ đi. Ôi ra dưa hấu mới lại qua cái ninh pi à. Không ổn lắm. Như này thì hơi bị thiếu cây để bảo vệ cái đống kia mình rồi. Mình đang cần cái gì đó để bảo vệ đống cây ở hàng cuối cùng kia. Tránh khỏi mấy con đào mỏ mà nghe chừng căng thẳng ấy. Trông là cũng khó hốp để đến với lại cái mảng tấu thứ 10 chứ nhở. Rồi xong màn 8 này. Ôi giời ơi anh em ơi. Vừa nói xong thề đội hình đang đẹp mình bị crash luôn ạ. Kiểu này thì làm sao mà đỡ được anh em. Crash luôn thế này thì đỡ sao được. Khó thế nhở. Chịu anh em ạ. Giờ vào thì cũng không thể chơi tiếp tục được đâu. Ok. Thế coi như là cái video của chúng ta sẽ kết thúc ở cái màn 8 vừa rồi. Rất sorry anh em vì nó bị crash. Bởi vì cái game này nó hay bị crash như này lắm. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video hay hãy để lại cho mình một like và subscribe kênh. Và đừng quên comment xuống phần bình luận nha anh em. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.